bộ khoa học công nghệ về việc là làm như thế nào để tạo ra cái môi trường cái sáng tạo mở nó phát triển nhiều hơn ở Việt Nam. Thì hiện nay chúng tôi cùng với lại InnoLab hỗ trợ với nhau để xây dựng một chuỗi các cái workshop về việc là làm như thế nào để chúng ta mở tư duy của cá nhân cũng như là của doanh nghiệp, đặc biệt là liên quan đến vấn đề đổi mới sáng tạo, để chúng ta xây dựng được một cái văn hóa sáng tạo ở đó tất cả mọi người cùng làm việc với nhau, tất cả mọi người cùng sáng tạo, cùng kết nối với nhau để tạo ra những cái giá trị mới cho xã hội. Design Thinking thì tư duy thiết kế nó là một trong những công cụ mà hiện nay đang rất là phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trên toàn thế giới, đặc biệt là những cái tập đoàn lớn và những cái startup mà thành công kiểu giống như là Unicorn đã thành công ty tỷ đô rồi để sử dụng cả. Thì nó thực sự ra là một cái công cụ rất là dễ sử dụng, tuy nhiên là không phải những người mà chưa có được hiểu về design thinking, tư duy thiết kế thì sẽ khó sử dụng nó. Cho nên cái mục đích của workshop hôm nay cũng là như vậy, để giới thiệu cái công cụ này đến, làm sao mà giúp cho tất cả các doanh nghiệp, vừa là doanh nghiệp lớn, vừa là tập đoàn, vừa là doanh nghiệp startup, vừa là doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, có thể tiếp cận được công cụ này để mà cùng làm việc nhóm ở trong doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn và tạo ra được nhiều ý tưởng mới, để không những là chỉ renovate, tức là cải tiến những sản phẩm hiện có, mà còn innovate và tạo ra những sản phẩm mới và những cơ hội sử dụng mới cho người tiêu dùng, và cuối cùng là làm như thế nào để đẩy họ đến một cái bước tiếp theo rất là quan trọng trong đổi mới sáng tạo, đó là disruption, làm như thế nào để tạo ra một cái thị trường hoàn toàn mới, một cái mô hình kinh doanh hoàn toàn mới dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo. Gặp cô và cô nói chuyện trực tiếp thì cái năng lượng của cô nó truyền cho bản thân anh cảm thấy rất nhiều và cảm thấy rất là thích thú và gì đó, và anh mong anh sẽ giữ được cái năng lượng đó cho cái hành trình rất là dài phía sau. Design Thinking là một cái phương pháp rất là phổ biến rồi, và nó là một cái khung suy nghĩ để mọi người tìm ra một cái giải pháp. Thì cái ngày hôm nay cái workshop cho mọi người tham gia chủ yếu là để cho mọi người biết được là cái khung nó như thế nào, và mọi người có một cái hoạt động cụ thể để trải nghiệm qua 5 bước của Design Thinking. Cái quan trọng đó là cái bối cảnh mà đặt ra để làm sao đó cho mọi người thoát ra khỏi cái môi trường thông thường. Thì cái đề bài đặt ra là một cái chủ đề là chuyện sao phải để cho mọi người thoát ra khỏi cái cảnh thông thường, như lúc đó nó tạo ra cái môi trường để mọi người dễ làm việc được với nhau hơn. Thì ngày hôm nay anh thấy là mọi người làm việc với nhau rất là vui, và anh cũng thấy là phản hồi rất là tích cực. Thì mọi người thấy là mong đợi lớn nhất ở đây là cái mindset, tại vì Design Thinking ở đây không phải là sẽ là một cái quy trình không, mà nó là tạo ra được một cái mindset cho mọi người. Để nghĩ là với cái mindset đó nó sẽ hỗ trợ mọi người rất nhiều khi mọi người quay về làm việc trong team và khi mọi người đối mặt với các vấn đề. Đánh giá về chương trình ngày hôm nay thì mình đã đánh giá trong form là 5/5 điểm. Mình rất thích cách tổ chức của ban tổ chức là để cho người tham gia được trải nghiệm trước, được thực hiện trước và kết nối trước khi mà đưa ra những cái kiến thức hoặc là tổng kết. Thì mình thấy điều đấy rất là hay và khiến mọi người có cái sự tham gia và gắn kết nhiều hơn.